xin chào quý khách. Một trong những vấn đề quý khách gặp phải khi sử dụng xe hơi đấy là trên xe quý khách không có cảm biến áp suất lốp. Như vậy là khi đi quý khách sẽ không biết được là áp suất lốp của mình đang là bao nhiêu, có thể lon, có thể căng quá. Trong hợp non quá thì điều gì xảy ra? Hợp non quá thì là có thể gây hiện tượng vỡ lốp và nhanh hỏng lốp. Vấn đề nữa, nếu như mà căng quá thì sao? Căng quá thì có thể là gây mòn lốp rất nhanh. Và đặc biệt hơn nữa đấy là trong trường hợp quý khách đang đi cao tốc mà vô tình mà chúng ta gặp phải đinh thì có thể là ta không biết được là áp suất lốp bao nhiêu và giảm như nào, ngay lập tức mà lốp quá non có thể gây mất lái cho trường hợp cách đi tốc độ rất nhanh. Đăng Phương Auto xin giới thiệu một giải pháp đấy là cảm biến áp suất lốp. Tôi xin giới thiệu bộ cảm biến áp suất lốp gắn theo xe. Đây là bộ cảm biến áp suất lốp gắn theo xe thương hiệu Gobit, sử dụng cho dòng xe của Toyota, Mitsu. Ngoài ra bên tôi có cảm biến áp suất lốp dành cho Honda. Bây giờ tôi sẽ mở hộp cái cảm biến áp suất lốp dành cho Toyota. Đây là cảm biến áp suất lốp bên trong. Thứ nhất là gồm 4 cảm biến. 4 cảm biến bên trong. Sản phẩm rất là tuyệt vời, chất lượng. Cung cấp toàn cầu. Và một màn hình, đây là màn hình nhỏ gắn vào nút chờ cho xe. Đây là màn hình gắn nút chờ cho xe cho dòng xe Toyota, Mitsu. Ngoài ra chúng tôi có cảm biến gắn cho xe Honda, Honda CR-V, Civic và Accord City. Rất tuyệt vời. Sản phẩm này có thể độ trên các nút chờ của dòng xe Kia. Nút chờ mà không làm gì bỏ trống, chúng tôi có thể độ được thiết bị này vào vị trí đấy. Hoặc là Santa Fe có thể cắm vào nút chờ ở vị trí cần số. Ngoài ra thì Outlander cắm vào nút chờ ở trên màn hình chỗ tablo. Rất là tuyệt vời. Để liên hệ đặt hàng, quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc liên hệ số hotline 0982096636. Và quý khách để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ tư vấn. Xin cảm ơn. Buôn bán